Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2023, Thượng Thọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Trường Xanh phường 2 thành phố Mỹ Tho đã long trọng tổ chức lễ khánh tạ Tam Bảo An vị Phật nhân dịp huý nhật cố Hòa thượng Thích Tự Thông, bậc tiền nhiệm trụ trì chùa Trường Xanh. Chùa Trường Xanh được xây dựng năm 1938 với kiến trúc bán kiên cố, tường gạch cột gỗ mái lập tôn, Năm 2002, Thượng Thọa Thích Quảng Lộc về tiếp nhận trụ trì, với thực trạng chùa bị xuống cấp trầm trọng theo thời gian, vào tháng 11-2018, Thượng Thọa trụ trì đã quyết định trùng tu tái thiết lại toàn bộ công trình chùa Trường Xanh với diện tích trên 3.000m2, gồm 5 tầng, kinh phí dự kiến ban đầu là 40 tỷ đồng. Trải qua gần 5 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành viên mãn. Trong niềm hoan hỷ đó, Thượng Thọa trụ trì cùng Phật tử Đạo Tràng đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ Tam Bảo và an vị Phật, chư Bồ Tát và Thánh hiền tôn thờ tại bổn tự. Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh cùng Chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử gần xa tham dự. Tại nơi tổ đường, Chư Tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh cung tiến giác linh cố hòa thượng thích từ thông trụ trì chùa trường sanh đời thứ hai năm 1975 đến năm 2002 nhân ngày huyến nhật hòa thượng lần thứ 21 sau đó chư tôn đức quan lâm đại hùng bửu điện thực hiện nghi thức an vị phật chư hòa thượng chứng minh niêm hương thượng thọ, thọ thích hải châu phó trưởng ban nghi lễ phật giáo tỉnh đương vi sám chủ xướng lễ sái tịnh toàn thể hội chúng đồng hòa âm tụng đại bi tâm chú hồi hướng cầu nguyện cho quốc gia hưng thịnh, thế giới hòa bình, Phật Pháp xương minh, nhân dân an lạc. Thượng Thọa Thích Quảng Lộc dân lời cảm niệm đến Chư Tôn Đức Tăng Ni thời gian qua, đã gia tâm chú nguyện cho công trình sớm được thành tựu. Tri ân đến quý Phật tử gần xa, đã phát tâm hùng phước xây dựng ngôi bảo điện trang nghiêm. Ban Đạo Từ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Minh bày tỏ niềm vui trước những thành tựu mà Thượng Thọa Thích Quảng Lộc đã làm được nơi chùa Trường Sanh. Hòa thượng chúc nguyện cho đạo tràng nơi đây, nghề thêm hương thịnh, chư tăng và Phật tử tu học tinh tấn, góp phần làm lợi đạo ích đời.